Được biết rằng bản tổ thì có rất là nhiều bản, vậy thì trong sinh hoạt đờn ca tài tử thì chúng ta biểu diễn như thế nào về bản tổ ạ? Trong sinh hoạt đờn ca tài tử, từ gia đình cho tới nhóm bạn cho tới ở ngoài công chúng, thường thường thì mình đi chơi đờn ca tài tử sử dụng những bản tổ, bởi vì tài tử là chủ yếu là hòa, tức là hòa hợp trong tiếng đờn, hòa hợp trong lời ca. Nếu mà chúng ta đi đến một chỗ nào đó mà mình kêu những cái bài ca hoặc là những bản đờn mà các bạn chỗ khác không chơi được thì đó không phải là phong cách đờn ca tài tử. Do đó khi mà chơi đờn ca tài tử là mình phải chơi những bản tổ mọi người đều biết được. Mỗi một khu vực có một cái phong cách khác nhau, nhưng đến khi mình chơi chung mình phải chơi bài giống nhau. Sau đây thí dụ như là anh Châu Giang, tức là anh Lâm Viên đó, có sáng tác một cái bài theo điệu Lưu Thủy Trường, thì đến khi chơi chỗ nào thì cũng bài Lưu Thủy Trường giống nhau. Có thể là mình đi ra ngoài Hà Nội mình đàn Lưu Thủy Trường cũng giống, như ở Huế cũng vậy, mà ở khu vực phía Nam cũng vậy. Xuân hồng sắc hương tươi mát thơm nồng, làn gió xanh trong trên bến nhà rồng, sông nước mênh mông như một khúc ca xuân. Thành phố Hồ Chí Minh đại thắng mùa xuân như một cung mơ đàn, tháng từ ấy lấy lần giải phóng tưng bừng, thành phố được khai sinh. Thành phố mùa xuân mỗi cuộc đời, mỗi khối óc trái tim càng thêm sáng mãi niềm tin. Hồ Chí Minh ta gọi tên, người tên vàng chói lọi, thêm tự hào bước đường thắng lợi. Thành phố mùa xuân bao tấm lòng sao đồng, thênh thang nhà cao đường rộng, gió sơn sang khắp hội bạch đằng, chợ bến thành rộn rã nhân. Rộn ràng sức trẻ thanh xuân, nâng tầm cao trí tuệ, nổi gương bao thế hệ, dựng xây thành phố hôm nay và bước vào tương lai. Bài ca dựng xây hát nhau như lời tuyên thệ, khúc hùng ca diễm lệ, con cháu tiên đồng phù đồng an tiên, không quán ngại gian nan, quyết giữ gìn xây dựng non sông. Thần kỳ sức trẻ lòng son,
thành phố mùa xuân như cô gái chàng trai trẻ mãi không già, hương xuân tươi mát mặn mà đậm đà như một nụ hoa ngọt ngào. Tình anh chàng